thì các bạn ơi đó, các bạn thì hôm nay đó các bạn thì cậu Sáu đó các bạn thì cậu đang khai mương bắt cá đó, thì giờ mấy anh em đang đi ra ở ngoài vườn nha, tặng mấy anh em nướng cá lóc rồi cá chê cá rô cá lóc kiến đồ đó đó các bạn. Thì giờ mình có thằng Vàng nó đang nướng ở thẳng luôn các bạn ơi, nó đang đút lửa nha. Mày có đem cá ra chưa Vàng? Ừ, như là mình đốt trước phải không? Quá đã luôn các bạn ơi. Đây nè, nó lấy mấy cái trái dừa khô nè, là Vàng nó sẽ đốt than luôn nè. Không. Ok, trời quá đã luôn rồi. Than này mà hồi nướng hướng là thứ nào mà chưa nói ha. Ủa, ê sao không đem ra từ từ đưa được rồi mày. Bao nhiêu dừa mỏ ra được rồi mày. Cái này nó tính nướng nguyên con heo nhiều quá trời luôn nè. Cá nhiều mà. Đó thì giờ các bạn thấy là thằng Nhí đó bạn thì nó đang đem cá ra nha, đem ra đặng chuẩn chuẩn đang ra đặng chuẩn bị nướng nướng nha. Đó, bây giờ các bạn thấy là cá lóc, cá rô, cá lóc kiến. Mày thấy ra đây cho nó dễ dễ chết thì mày thấy thấy vô nữa. Thôi bậy đi, bọn không à đập đi. Đi dẫn tôi luôn. Thấy đồ đập luôn đó. Nó mày đi bia không vậy? Thôi có bây giờ thấy nó đại đi cái nó chết cái mình dít vô hả? Thôi bậy đi lấy đồ. Nhậu ngoài đây hết hả vậy? Ngủ lấy đi tao đập cá tao nướng ngon. Bia đi. Bây giờ là các bạn thấy là Vàng nó đã đổ nó ra ngoài luôn rồi đó, rồi đó các bạn, vì đang chuẩn bị nó lại đằng nó bỏ vô trong cái đống than luôn các bạn ơi. Bây giờ thằng đống cái đống than quá trời than luôn, nghi ngút luôn không? Quá đã luôn. Còn chưa đưa vô chưa? Đó giờ Vàng đưa cái con cá lóc đi vô trước luôn các bạn. Khủng long nha bạn. Đó, các bạn thấy con khủng long nha. Con này tầm 1 kg ha, chặt trả lên ha. Cái này gọi ký mấy? Ờ, quá trời luôn rồi. Đó giờ Vàng nó đưa vô luôn đó. Đó các bạn thấy không? Nó đang nhúc nhích ghê thiệt. Có đồng nha bạn. Con cái con mè này của ai? Con cái đồng nha. Nóng lạnh như mày. Cảo bằng cái cảo bằng cái cá, cảo bằng cái chiếc dép ha. Ghê thiệt chứ. Đó, trời ơi cái này mà nướng chui thứ nào chứ nổi các bạn. Cái này mà ngồi quét một miếng muối ớt nha mà chấm một cái nha. Thôi ơi. Đó, giờ là các bạn thấy là thằng Thanh No các bạn đang dắt bia ra nha các bạn, đang chuẩn bị chiến đấu. Ghê thiệt chứ. Đó, bia mà dắt. Ghê thiệt chứ. Đó, cá đó là cá lóc kiến luôn các bạn ơi. Không quá trời thằng luôn. Phải nói là cái vườn này nó mát cực kỳ á. Đó bây giờ không thằng cái thằng kia dắt đá rồi, thằng này là thằng On. Thằng On nó đang rinh bia ra luôn các bạn ơi. Đó. Đông lạnh chưa? À. Các bạn thấy view này ok không các bạn? Ok không đâu. Ê cái này than quá trời nó không chín là cái này đó. Trong đó nhậu ngon luôn. Ờ thì nghe hồi nãy hồi gì đem vô trong đó mà. Để đặt bài này lên nướng trước. Nhậu tao trước à. Đồ là kiều mà mình vớt cá ra mình cạo rồi nha. Ừ, vàng nó rất là bài bản luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ thằng có thằng em nó đang chuẩn bị đâm muối ớt luôn các bạn. Đâm cháy mới xong đỏ luôn nha. Nó đang lợi hai ớt để đâm muối luôn các bạn. Quá bài bản ha. Ớt này là ớt chim đĩa luôn luôn các bạn. Độc đáo chưa? Ừ. Đó bây giờ các bạn nhìn ha, cái ớt này nó mọc là độc quyền luôn nha, là từ ở bê tông mà cổ nó chen một cái kẻ mà lên là để nó sống nha. Đó, độc quyền không? Cái cây ớt này như mày kêu giá như vậy 7 tỷ mới bán không? Nóng lạnh của nó chen bê tông lên luôn rồi kìa, quá độc luôn ha. Cây ớt này nó không có chọn chỗ nó sống nhưng mà nó chẳng sống được. Phải nói là nghị lực sinh tồn. Ừ, độc thôi chứ. Các bạn thấy ở dưới quê các bạn thấy sướng không? Đi nhậu là trong nhà không cần cầm ớt nha, đi ra vườn là chỉ là hái là lụm lúa. Mà ớt này rất là ngon, ớt chim đĩa không à, ngon lắm. Giờ là mấy đứa nhỏ ra để tham gia luôn nha các bạn. À, tham gia ăn cá nướng chấm ớt. À, rồi đi ra tới đây tháo khẩu trang đi, đeo khẩu trang ngoài vậy. Cho anh em người ta biết mặt được coi. Nắng là gì ra vườn mắt gửi nè, đau không chết luôn. Thank you.
bộ hai con chà bá hả? Hai ghê không vậy? Hai có đó trên ký. Thôi giờ anh rửa rửa rồi anh qua đi là anh tham gia luôn chứ gì bệnh lâu lâu lắm à. Con trên ký, con tắm cái. Ừ. Tắm đi. Lặn luôn đi, lặn rồi sẽ thẻ đi. À, giờ mấy anh gần bắt cá cho các bạn thì giờ bắt thì cũng đang xong đó, giờ lên tham gia lên chương trình nha, chuẩn bị đem ra lên dĩa luôn các bạn. Xa quá. Đó giờ ly rồi nó đem những cái đồ nghề. Dân giả miền Tây là chơi ly thôi, bốc thôi. Để đi ra đặng chuẩn bị chiến đấu. Quá dữ. Ờ đâu 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 đâu. Mình lấy ra mình cạo nó mới ngán, còn để ngủ cái mình cạo nó không để cho nó lâu. Nhí làm trứng ớt nhìn ghiền quá các bạn ơi. Ủa nãy tầm này bao nhiêu trái ớt bạn? 40 trái. Nhí 40 trái ớt chi mẻ hả? Nó không lạnh nha trời. Ăn cái này gì ăn vậy nó mới đã chứ. Quá đã luôn rồi. Trời ơi nè, làm rất bài bản nha, chanh sắc lát rồi vô ha. Cái này mà cargo mà hồi chín đó các bạn, cái này mà của mình quết cái vô cái uống cái nha. Thứ nào chịu nổi. Đã quá. Đâu để ra con gì hát bội coi nó chín chưa, nó lâu quá. Hát bội ơi, chín chưa hát bội? Các bạn thấy là giờ mấy anh em đang lót lá chuối để chuẩn bị vớt miếng cá ra đang cạo dãy luôn các bạn ơi. Đó, giờ đang vớt nha. Vớt cá rô rồi ra đem ra nè. Giờ nướng chín đã quá trời. Đó. Lấy đồ cạo. Đó, giờ thằng O nó đang cạo luôn các bạn ơi. Con nào con nấy các bạn thấy là con cá rô các bạn cái chiếc dép vậy đó. Lạnh đi chứ. Quá trời ngầu. Ê lót nặng em ơi, lấy cá rồi đặt luôn em ơi. Đó, đó chín chết ông nội rồi hả đâu không chín. Đem con cá lóc ra chà bá luôn mà. Anh gì? Từ cho dạng con thuốc rồi. Đó. Về đóng cửa lại nha. Chú có sáu cho mấy cá lau kiến này cho nó hai em. Ăn ăn bị gì á? Bị gì á? Cháo hồi lưỡi. Quá. Ăn gì bị gì? Hồi đâu hồi lưỡi. Không biết ăn cá lau kiến nữa hả? Hai. Ăn không biết cà ăn rồi. Đó, đó giờ là đang chuẩn bị tách cá ra luôn nha. Đó 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 là cá lau kiến nha. Wow, đã quá các bạn ơi. Thịt cá lóc kiến nó trắng tươi luôn nha. Cực kỳ luôn á. Quá trời đã luôn. Làm miếng không? Làm luôn đi. Thôi làm miếng mà cái khẩu trang vẫn còn bịt luôn các bạn. Dòm cái chén nó chấm không là thấy là ghiền rồi đó. 40 chén hả? À. Trời ơi chín kìa. Cực kỳ ngon ha. Ôi ôi ngon quá ngon các bạn, trắng tươi ha. Miếng nó chảy ướt. Ôi trời, thứ nào mà chưa nói. Thèm quá các bạn ơi. Mấy anh em nướng thì cũng đã gần xong rồi đó các bạn ơi. Ra giường quá trời mát mẻ. Chụp ảnh đại diện chưa? Gọi vàng. Gấu bia ra đi em. Cá nóng hổi vừa thổi vàng luôn, quá ngon luôn.
Đó kìa kìa. Em lấy con cá rô nè, cho hai đứa thấy. Nè, cá rô nãy sao tròn, với cá rô nãy sao dài, trời đụng má lớn rồi sao tròn dữ ta. Trái mẹ mà cái đôi mẹ. Vô đây. Má mẹ chừng rút rồi ra hả? Không rồi, con cá nó liền giờ. Thôi mượn con đi. Cái đầu kiếm bán được cái gì? Mượn con đi nè. Thôi thôi, tôi ăn cái gô. Cái này đâu bán được. Con này bán trên đấy là 5. Vô đi. Nè, đang tắm mà điện hoài trời. Vô nè. Vô đi. Sao không đưa cho vợ thằng thấy một cái ly luôn? Mẹ ơi. Uống xong cái xé một miếng cá quết vô nha, chấm ớt nha, cực kỳ ngon nha. Quay quanh cái góc bị uống mình nổi. Rồi, gọi chưa vô nè. 1, 2, 3. Vô. Trời ơi, quá đã luôn rồi. Vô bà thấy. Vô. Xa xa, chạy ly luôn. Ừ. Vô đây. Trời ơi, phải tưng bừng có lửa chứ. Hôm nay ra giường nhậu thứ nào chưa nổi. Vô nè, hai đứa con. Không. Uca. Quay vô luôn đi Uca. Đó rồi, không, quýt. Sao thấy cảm giác sao? Chín nút. Quá đã phải không? Cá rô mà nướng mà quất cho chấm ớt là thứ nào mà chị nói. Ờ vừa thì mấy cây lá cốc nè. Đó cho. Nè bắt đầu mình quất vô ớt nha. Rồi chà nè. Đó. Đó. Lấm hết luôn. Mình ờ trời ơi cực kỳ ngon, đã quá ha. Ngon đẹp quá. Quá đã. Cực kỳ. Quá trời ngon luôn. Trên trời. Xin mời các bạn dùng miếng cá nướng mồi với gia đình mình nha. Ok, trời ơi quá đã luôn không ơi. À, tí la đang quay dùng tí la nhiều đúng miếng. Vô nè cưng. Đi vô ngồi ăn cá đi cưng. Mình thấy giờ là chú đang ginh bia ra luôn nha. Tại vì nãy giờ chú cũng đang lựa cá rồi đó. Bây giờ chú đi ginh đi qua cây cầu luôn nha. Chú qua cái cầu chú cảm giác run vợ không? Ủa sao nãy giờ sao mà chú lâu quá vậy? Dạ Ginh đi cũng hơi đuối các bạn ơi. Thôi để lại tí là phụ với ông này luôn nha. Đó thì giờ tí là sẽ phụ với cái ông anh đang đi ra Ginh bia luôn các bạn. Tại vì mình ổng Ginh cái thằng bia xa quá. Đi nó hơi bị đuối á. Đâu rồi, có thằng anh Thanh với chú làm một phát ơi. Rồi có rồi luôn. Qua vậy qua. Ông này tắm. Đâu rồi anh bay qua luôn đi anh Cường ơi. Bay qua. Quá hay luôn rồi. Quá tài giỏi. Vàng đỏ son vàng đen. Trời đã quá các bạn ơi, đó. Dân giả miền Tây luôn. Quá trời đã luôn. Vô. Hai ngượng ly đi. Bánh uống rồi lại con sáu nè. Thì bưng cho nó quay cái. Hê cho nó quay. Mày uống anh Thanh ngậm nguyên cái đầu quết quết vô chấm quết cái coi. Quết vô. Trời ơi thứ đó mà quết vô mua ớt một cái nha. Nãy nhí nó đâm bốn chục chơi hết. Nó cay mà nó đã ghê ha. Đưa vô. Trời ơi, thứ nào chứ nói. Sao ông nội đó có cái đồ đũa mình không có đũa? Cái đũa của ông nội đem theo con. Đi ăn không đem đồ đũa theo nữa. Ăn mà. Cái đũa giờ mà không ngon. Quay vô. Ờ, rồi ôi đã vậy các bạn. Cá lóc kiếm mà quết quết mới ớt thôi rồi. Ờ có qua coi vịt không cho nội vô nước. Trời ơi, dạ ok ai ra chút. Đó đâu giờ vàng sẽ lụm cái ruột cá lóc bên cái coi vàng. Dạ. Ăn cái ruột cá lóc. Cho nội tiếng ra vàng. Dạ, quết vô chén quết lụm cái coi. Nhăn mày. Ờ quay đồ quá trời đã luôn à.
hai bà qua đây đi. Rồi bây giờ các bạn bây giờ gù cá lóc 70g. Rồi bây giờ dạng sẽ xử xử cái gù cá lóc với hầm cứng. Ê mày, ê Giang mày quét bươi ớt chưa? Không có 700g vàng. Rồi không ăn, không sao. Rồi vô vô vô. 700g vàng vậy. Gù cá lóc 700g. Dính bự bự nè, dính bự bự thịt lụm luôn. Mày phải tém mày nè, bỏ vô giùm nè. Mày tém vô rồi. Rồi nó đã là tao mẹ nó chụp mặt vô mặt mày giờ đây. Bốn bốn vô. Vô vô tay đi, trời quá đã luôn các bạn, thứ nào chịu nổi. Ôi trời, trời tới luôn rồi đó, quá trời ngon rồi. Về rất hay hộp cực kỳ ngon, kiếm cái đó ăn nữa nha, hết luôn, ok, quá đã luôn các bạn, nó ăn nguyên cục lóc nữa, nó chơi thêm một cái cháo chi mẻ nữa, thứ nào mà chịu nổi. Người mỏi ơi, đó người mỏi. Thằng hát bội để trên mồi mỏi xuống. Thằng bà tử rồi, phải phải bà không mặn kìa. Ủa đâu vậy? Ngon lắm mỡ. Mặn hết trơn rồi. Nãy mỡ ra lấy đặng ra hết trơn rồi. Vô coi. Vô. Chứ sao? Ông ơi giờ vô hai giờ. Vô đó giờ. Cá lóc rồi, cá út. Đâu có cái này mà đâu nó nguội lạnh được. Rồi, nó quá lẩu đâu mà mày nấu nguội lạnh được, cái nướng mà nó bánh giờ, ra cháy nguội đó. Bây giờ mồi ở đây thì cũng chuẩn bị hết đó các bạn. Bây giờ là mấy mấy đứa đây mà nó đang đút đút đang nướng tiếp tục nha. Đang nướng tiếp tục nha. Ừ. Khang hả? Khang đâu? Nè. Thôi để nó nướng đi. Mới dứt vô nè Khang. Dứt ra cho Khang. Nè. Vô đi ơi, vô đi ơi. Vô lại. Vô vô. 1 2 3 vô. Vô từ. Đang quay né né đâu vậy? Vô. Uống mới uống rồi bạn bạn ơi. Nhí đã cầm cái muối rồi đó. À, các bạn ơi, thì hồi sớm giờ các bạn thì Tiến La cũng có review cho các bạn xem là ở dưới miền Tây các bạn thì anh em đang nướng cá để mà làm lai rai đó. Thì quay hồi sớm giờ quay thì nó cũng đã xong rồi đó các bạn. Thì thôi giờ mình cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tiến La Cà Lâm nha các bạn. Hãy cho Tiến La Cà Lâm một like và một cái chia sẻ luôn các bạn. Thôi giờ mình cũng bye bye các bạn. Bye bye.